khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Việt đã thích ứng và tung ra ngay những sản phẩm đáp ứng nhu cầu phòng ngừa dịch bệnh cho người dân. Như công ty cổ phần bóng đèn điện quang, giai đoạn đầu của Covid-19, đơn vị này cho ra mắt bộ giải pháp diệt khuẩn với các sản phẩm cụ thể như đèn LED diệt khuẩn xách tay cho gia đình, ô tô, đèn diệt khuẩn huỳnh quang dùng trong thang máy, bệnh viện, ngân hàng, phòng vệ sinh. Các công nghệ này tích hợp công nghệ cảm biến thông minh đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng. Mới đây, ngay sau khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại Việt Nam, doanh nghiệp kịp thời cho ra thị trường sản phẩm hộp diệt khuẩn UVC. Đây là sản phẩm phù hợp để khử trùng cho các vật dụng cá nhân như khẩu trang, dụng cụ trang điểm, điện thoại, tai nghe, kính mắt, đồ trang sức, tiền giấy, đồ chơi và các vật dụng khác có thể bỏ vừa không gian trong hộp. Hộp diệt khuẩn được thiết kế nhỏ gọn có thể mang đi mọi lúc mọi nơi. Trong cái mùa dịch Covid diễn biến phức tạp, thì Điện Quang cũng chung tay cùng cộng đồng để cho ra mắt ba cái giải pháp diệt khuẩn. Cái bộ giải pháp mà diệt khuẩn sử dụng cho thang máy, cho công xưởng, cho bệnh viện và cho những khu vực lớn. Và cái bộ giải pháp thứ hai là cái bộ giải pháp cho diệt khuẩn xách tay, thì giúp chúng ta có thể diệt khuẩn cho gia đình như là phòng khách, diệt khuẩn cho phòng khách, diệt khuẩn cho nhà bếp, diệt khuẩn cho toilet và diệt khuẩn cho khu phòng ngủ. Thì bộ giải pháp này còn có thể đem lên xe gia đình, xe taxi chẳng hạn. Bộ giải pháp thứ ba là bộ giải pháp trang bị hộp diệt khuẩn, thì giúp chúng ta có thể diệt khuẩn cho bóp ví này, cho điện thoại này, cho các trang sức và cho những cái vật dụng nhỏ mà chúng ta đem theo hàng ngày. Và đó thì giúp chúng ta có thể là bảo vệ mình an toàn hơn. Thì ngoài cái việc chúng tôi trang bị giải pháp đó, thì chúng tôi còn trang bị thêm những cái bộ giải pháp thông minh và kèm theo các sản phẩm đó, bao gồm chúng tôi có thể là diệt khuẩn bằng cách là trang bị cảm biến. Để mà phát hiện người thì bộ giải pháp nó tự động sẽ tắt tắt nguồn để đảm bảo an toàn. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn có thể kích hoạt các cái chế độ diệt khuẩn bằng remote hoặc là bằng điện thoại. Thì với những cái tính năng đó và những cái bộ sản phẩm như vậy, thì chúng tôi hy vọng là góp một chút sức nhỏ bé để gió cho cộng đồng để chung tay với xã hội và thế giới đẩy lùi Covid. Bên trong sản phẩm có chức năng xông mùi, vừa khử trùng vừa tạo mùi thơm dễ chịu khi người dùng nhỏ vào 2-3 giọt tinh dầu. Bên cạnh đó, sản phẩm được tích hợp chức năng sạc nhanh không dây lên đến 15W, tiện lợi khi có thể vừa khử trùng vừa sạc được điện thoại. Khi mua sản phẩm hộp diệt khuẩn trên cũng như các sản phẩm diệt khuẩn khác, người tiêu dùng sẽ được bảo hành 12 tháng. Thì nhận thấy cái việc mà diễn biến Covid nó diễn biến rất là phức tạp, cho nên Điện Quang đã dốc toàn lực để mà nghiên cứu. Thì cộng với lại cái đội ngũ của Andy đã có kinh nghiệm về các cái sản phẩm, cũng như nghiên cứu về các kiến thức về diệt khuẩn, cho nên chúng tôi là gấp rút phải hoàn thành cái sản phẩm. Do đó là chúng tôi đặt mục tiêu là một tháng thì chúng tôi đã hoàn thành được cái kế hoạch đó, là một tháng chúng tôi ra mắt được các bộ sản phẩm giải pháp đó. Hiện nay chúng tôi phân phối ở trên ba kênh chính. Thứ nhất là cái kênh showroom, và kênh thứ hai là kênh các cái tiệm điện và các cái đại lý của Điện Quang. Và cái kênh thứ ba là kênh thương mại điện tử, thì ở trên trang dienquang.com. Thì khi trên kênh thương mại điện tử, khi mà quý vị đặt hàng thì chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nhà. Như vậy, với dòng sản phẩm hộp diệt khuẩn trên, người tiêu dùng có thêm những phương án nhằm hạn chế tối đa nguồn gây bệnh cho bản thân mình, gia đình và môi trường xung quanh.